Iran đang điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Isfahan miền trung của nước này trong đêm ngày 18 tháng 4. Trước đó đã có những cáo buộc cho rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công này nhằm đáp trả cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Tehran vào đêm ngày 13 tháng 4. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nêu rõ, thiết bị bay không người lái xuất phát từ bên trong Iran và bay được vài trăm mét trước khi bị bắn hạ. Ông cho biết vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong cho Iran và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên quan giữa các thiết bị này với Israel. Tuy nhiên, ông cảnh báo Tehran sẽ có biện pháp đáp trả nếu Tel Aviv có hành động đi ngược lại lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo. Trước đó, hãng tin Fa cho biết đã có 3 tiếng nổ gần căn cứ không quân Sikari gần thành phố Isfahan sau những báo cáo chưa được xác nhận về các cuộc tấn công của Israel. Quân đội Iran khẳng định tiếng nổ tại Isfahan là do các hệ thống phòng không của thành phố được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu khả nghi và vụ việc này không gây thiệt hại nào đối với nước này. Phía Israel chưa có bình luận gì về thông tin trên. Trước những diễn biến mới nhất, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã hối thúc giảm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel.